Hậu Giang là một trong những tỉnh thuộc trung tâm đồng bằng sông Cửu Long. Từ xa xưa, vùng đất màu mỡ này được đánh giá cao về năng suất sản xuất lúa gạo trong cả nước. Không chỉ vậy, đặc điểm đất đai phì nhiêu, giàu phù sa còn giúp bà con Hậu Giang phát triển nhiều loại cây trái và nuôi trồng thủy sản khá phong phú. Tất cả các yếu tố về điều kiện tự nhiên và địa lý trên đã góp phần mang lại những giá trị đặc sắc về văn hóa, ẩm thực cho vùng đất giàu tiềm năng này. Kính chào quý khán giả, hiện tại thì Khánh Linh đang có mặt ở tỉnh Hậu Giang. Và để tiếp tục với hành trình ăn vặt miền Tây ở đây thì Khánh Linh xin được chào mừng trở lại anh Nguyễn Phi Hùng. Chào quý vị và các bạn, Phi Hùng hôm nay rất là vui khi lại được trở lại với chương trình ăn vặt miền Tây để khám phá thêm những món ăn mới. Và với Hậu Giang thì Hùng đã về biểu diễn rất là nhiều lần nhưng mà cũng không có được những giây phút được đi chơi, được khám phá. Và hôm nay nhờ ăn vặt miền Tây mà Phi Hùng lại biết thêm một địa danh mới, đó là Cái Tắc. Và bây giờ thì Phi Hùng đang đứng ở một không gian mà thấy là rất là đông. Và buổi sáng ngày hôm nay không biết là Khánh Linh sẽ cho Hùng được thưởng thức món ăn gì đây mà sao thấy tự nhiên thấy nôn nao quá vậy? Sẵn tiện thì Linh và anh Hùng đang đứng ở chợ Cái Tắc. Thì ở đây có một cái món ăn mà rất là nổi tiếng và ai mà đi ngang đây cũng phải ghé vô ăn, đó là món cháo lòng Cái Tắc đó anh Hùng. Wow, nếu mà nói về cháo lòng thì Hùng nghĩ là ở đâu cũng có. Và tại sao cái món cháo lòng Cái Tắc lại hấp dẫn như vậy? Chắc chắn là nó phải có một cái bí kíp gì đó, cũng như là một cái hương vị thơm ngon đặc trưng. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng khám phá với Phi Hùng và Khánh Linh để chúng ta hiểu là tại sao một cái món cháo lòng, một cái món rất là đơn giản thôi mà lại có thể thu hút khách nhiều đến như vậy. Có lẽ khán giả ở hầu hết mọi miền đất nước không còn xa lạ gì với món cháo lòng, bởi đây là một món ăn dân dã và đã có từ rất lâu đời. Thế nhưng, tại vùng đất Hậu Giang hiền hòa, món ăn này lại được nâng tầm trở thành một loại đặc sản mang thương hiệu cháo lòng Cái Tắc. Cái Tắc là tên gọi của một thị trấn nhỏ thuộc huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang, và cũng nhờ món cháo lòng độc đáo, thơm ngon mà địa danh này bỗng trở nên nổi tiếng và được nhiều thực khách gần xa tìm đến. Cũng như một số loại cháo lòng tại những khu vực khác, nguyên liệu chế biến từ gạo kết hợp với tim, gan, phèo, phổi và thịt nạc heo. Tuy nhiên, chính nhờ sự sáng tạo trong cách chế biến, nêm nếm mà món ăn này lại mang một hương vị lôi cuốn, hấp dẫn riêng. Vào những ngày cuối năm trời trở lạnh, chỉ cần ngồi nhâm nhi tô cháo lòng nóng hổi, thơm lừng mùi gạo, hòa với đĩa lòng đầy ắp như chính tinh thần phóng khoáng, hào sảng của bà con miền Tây cũng đủ khiến thực khách không ngừng xuýt xoa. Nếu mà chúng ta muốn cảm nhận một không khí buổi sáng rất là rộn ràng và có cái không khí khẩn trương của tất cả những người một ngày mới lao động ngày mới lao động thì chúng ta sẽ nên tới với quán cháo lòng này. Chúng ta thấy được là những khuôn mặt rất là hồ hởi bởi vì là họ tin rằng là vào đây thì sẽ có những món ăn rất là ngon và cũng đảm bảo sức khỏe cho một ngày mới. Bây giờ thì Hùng sẽ thưởng thức. Cái hương vị cháo á, cái gạo rất là thơm. Bây giờ thì chúng ta sẽ thử xem là một miếng lòng. Mà một điều á mà em thích ở đây á là cháo của nó loãng, nó không có bị đặc quá. Rồi với lại là cái hạt cháo nấu rất là tơi nè. Món lòng quá ngon. Ăn rồi và Phi Hùng cảm thấy giống như là cái vị thơm của nó vẫn còn lưu luyến. Và có rất là nhiều lựa chọn cho một dĩa lòng. Trong đây thì có này, tim, cật, rồi lá mía, lòng non, dồi. Wow, chúng ta đã có năng lượng để làm việc tới trưa rồi. Sao
so với cháo lòng ở đây á, thì cháo lòng ở miền Bắc mà anh hay ăn á thì nó có gì khác nhau? Ở ngoài miền Bắc thì anh thấy là thường thường mọi người sẽ ăn cháo đặc hơn. Đây thì cháo thì loãng hơn để ăn phần lớn là lòng rồi cũng như là các loại thịt á. Và anh thấy là ở trong này như là mọi người có rang gạo lên hay sao á? Dạ không đâu, tại vì mình nhìn thì giống rang vậy thôi nhưng mà thật sự là cái gạo ở đây không rang. Dạ hả? Sao anh ăn thấy có cái vị rất là thơm nè. Thường thường là anh nghĩ là phải rang lên thì cái hạt gạo, không biết là hạt gạo này là hạt gạo tấm hay là cái loại gạo bình thường. Nhưng mà với là anh em mình đi tới đâu thì cũng sẽ cố gắng gặp chủ quán để xin một chút bí quyết đúng không? Thì lát nữa anh em mình chén xong cái bữa này thì sẽ gặp với cô chủ quán và hỏi thăm bí quyết của cô nha. Rồi, nhất định rồi, chúng ta dạ. Cô đúng làm quá trời đắt luôn đúng không anh, cô làm không có ngơi nghỉ luôn. Hai anh em con làm phiền cô chút xíu. Rồi cái gì mới hỏi đi. Mình nấu cháo này là gạo mình không rang đúng không cô? Không, gạo không rang, rang là nó mất cái chất ngọt của gạo này. Với lại cái mỡ với gan nó bị khét. Vậy biết biết mình nấu sao mà cái gạo nó tươi không? Dạ, tại vì mình cái đó mình phải lựa gạo nó khô. Gạo phải loại gạo ngọt, gạo thơm là phải khô. Quán mình là con thấy đông dữ lắm luôn, từ nhỏ xíu là con đã ăn rồi nhưng mà là từ quán rồi năm 85 tới giờ. 85. Lúc trước nhà lòng ở dưới á, xong rồi giải tỏa nó lên đây là năm 2000. Con thấy là lòng của mình nó rất là ngon nè, tươi nè, không có bị có mùi, thì không biết là mình có bí quyết gì lòng để nấu này, không? Lòng này hàng phải hàng tươi á, mới vừa làm xong á, mình khoảng 2 rưỡi là mình đi lấy hàng rồi. Ồ. 2 rưỡi khi á. Làm nào con ăn cái miếng lòng con thấy rất là thơm và béo. Và chắc là cái khô. 2 rưỡi khuya đó là mình phải đi lựa đó. Chứ không phải là không, ta không tự đem đâu, mình phải lợi mình lựa. Bởi như cái phèo này là phải chất lượng, là phải phèo ngon. Bởi món giống phèo, mấy món đây là ta chịu lắm. Đích tay cô đi chọn luôn hả cô? Dạ đi lửa luôn, mình phải đi lửa chứ không có tốn thời gian. Dạ một cây mình bán bao nhiêu ký gạo cô? Thì khoảng hơn 10 mấy. Dạ. Mười mấy ký gạo mà nấu ra cháo là dạ biết là bao nhiêu, mấy trăm tô luôn. Thường chủ nhật thì là phải cỡ 17 ký. Dạ. 17 ký. Chủ nhật thì bán đắt hơn mấy ngày thường. Dạ. Sau cuộc trò chuyện rất là vui vẻ với cô đây thì chắc là tập ăn vặt miền Tây kỳ này sẽ kết thúc ở đây. Nhưng mà quý khán giả đừng quên đón xem ở những tập tiếp theo với những đặc sản khác ở tỉnh Hậu Giang nha. Chúng tôi xin được cảm ơn những hàng những món có thể đã đồng hành chúng tôi trong chương trình này. Và bây giờ Khánh Linh, Thi Hùng xin chào và hẹn gặp lại. Và chúng ta nhớ đừng quên là đi đâu qua cái tắc thì cũng ghé vào quán cháo lòng Ngọc Phi để thưởng thức những món ăn sáng rất là ngon, rẻ và bổ dưỡng nha. Cháo lòng Ngọc Phi xin mời. Media.